đậu Hà Lan là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng được biết đến với hàm lượng protein, chất xơ, vitamin A, C và K rất cao. Đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và khoáng chất quan trọng, giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Đậu Hà Lan có vị ngọt nhẹ, thanh mát, kết hợp với nhiều món ăn từ salad, súp đến món xào. Ngoài giá trị dinh dưỡng, đậu Hà Lan còn được ưa chuộng nhờ khả năng mang đến cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân, kiểm soát đường huyết. Loại đậu này không chỉ phù hợp cho những người ăn chay mà còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn bổ sung protein thực vật vào chế độ ăn uống. Với vị ngon dễ chịu, lợi ích sức khỏe vượt trội, đậu Hà Lan đã trở thành nguyên liệu phổ biến trong nhiều bữa ăn ngon hàng ngày.